Ở tập trước, cuộc chiến giữa Diệp Phàm và Tư Đồ Phong, một thiên tài trẻ tuổi của Yến Vân Môn. Tư Đồ Phong tỏ vẻ khinh thường Diệp Phàm và muốn dùng một chưởng đánh chết hắn. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại có thân thể cứng rắn hơn cả bảo vật và dễ dàng đánh bại Tư Đồ Phong. Khi Tư Đồ Phong triệu hồi trọng bảo và linh đạo để chiến đấu, Diệp Phàm lại tiếp tục phá hủy chúng một cách dễ dàng. Cuối cùng, Tư Đồ Phong bị Diệp Phàm đánh chết một cách thê thảm. Một cường giả trẻ tuổi của Cơ gia cũng không thể ngăn cản được Diệp Phàm. Chuyển sang tập 108 của Già Kiên. Đối mặt với đệ tử thế gia hoang cổ, Diệp Phàm không hề sợ hãi. Hắn đứng chắp tay sau lưng, lời nói không nể mặt đối phương chút nào. Ngươi, thật can đảm. Sắc mặt tên đệ tử Cơ gia này nhất thời trầm xuống, nói, đây là thịnh hội tu sĩ trẻ tuổi Cúc Châu, vì sao ngươi quấy rầy, vô duyên vô cớ ở chỗ này giết người? Làm sao lại vô cớ? Ngươi không nhìn thấy hắn muốn giết ta sao? Đáng tiếc, kết quả lại làm cho hắn thất vọng, không thể làm theo những gì mình đã dự đoán từ trước. Tên đệ tử Cơ gia này nghiêm mặt lại, bộ dáng đạo nghĩa thuộc về mình, hắn cũng không muốn tranh cãi quá nhiều ở năng lực miệng lưỡi này, nên nói thẳng, mọi chuyện vừa phát sinh ta đều nhìn thấy, mặc dù hắn nói là muốn giết ngươi, nhưng cũng không làm bị thương ngươi. Vì sao ngươi lại đoạt mạng của hắn? Theo cách nói của ngươi, chỉ cần hắn không giết ta thì dù có đánh ta như thế nào, đó cũng không phải là lỗi của hắn. Thần sắc Diệp Phàm lạnh nhạt, chất vấn lại. Hắn không phải là đối thủ của ngươi, không thể nào giết ngươi được. Dù sao đi nữa, ngươi cũng không nên giết hắn. Tên đệ tử Cơ gia này nghiêm giọng. Diệp Phàm cười nói, thật buồn cười, chẳng lẽ phải chờ đến lúc tính mệnh của ta gặp nguy hiểm thì mới có thể phản kích giết chết hắn sao? Sợ rằng đến lúc đó ta đã mất mạng rồi. Trên ngọn núi bị cắt ngang này có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở Khúc Châu, nơi nào cũng có người cả, nhưng không có ai ngờ được lại có người dám giằng co với các tu sĩ trẻ tuổi của Cơ gia. Tư Đồ Phong cũng chỉ nói miệng, nhưng ngươi lại trực tiếp đánh chết một thiên tài của Nam Khúc Châu, thật sự rất quá đáng. Mặc dù hắn nói rằng muốn giết ngươi, nhưng căn bản không phải là đối thủ của ngươi, sao ngươi lại giết hắn? Ngươi là người nào? Vì sao lại tới đây giết người? Chẳng lẽ coi Khúc Châu ta không có người nào sao? Có vài người tu sĩ lên tiếng phụ họa tu sĩ Cơ gia, dù sao đối phương cũng là đệ tử của thế gia hoang cổ, rất đáng lên tiếng tương trợ, làm như vậy cũng có khi tạo được mối quan hệ tốt. Ngoài ra còn có một số người mù quáng, nhưng đây chỉ là số ít. Phần lớn mọi người đều lẳng lặng quan sát, bọn họ tự biết mình không trêu chọc Cơ gia được, nhưng họ càng không dám tương trợ một tu sĩ còn chưa rõ lai lịch. Diệp Phàm cười lớn lên, nhất thời làm cho mấy người lên tiếng rất tức giận, nhất là tên đệ tử Cơ gia kia. Mặc dù Tư Đồ Phong muốn giết ngươi, nhưng kết quả là bị ngươi đánh chết, vậy mà bây giờ ngươi còn cười được sao? Diệp Phàm vuốt cằm, nói, chính mấy ngươi cũng nói rằng là hắn tuyên bố muốn dùng một cách đánh chết ta, còn xuất thủ ra tay trước nữa, các ngươi còn muốn nói gì sao? Mấy người mù quáng hồ theo kia đang muốn cười lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì chỉ biết há mồm cứng lưỡi, không nói ra lời nào cả, mấy người tương trợ Cơ gia cũng không tiện mở miệng nữa. Tên đệ tử Cơ gia kia lên tiếng, dù nói sao đi nữa, ngươi cũng không nên đánh chết người, phải biết khoan dung độ lượng. Ồ, là vậy phải không? Diệp Phàm cười nói. Như vậy đi, ta sẽ làm theo lời ngươi nói một chút, và xem thử có thể một tát đánh chết ngươi được không? Dĩ nhiên, mặc dù ta nói như vậy, nhưng chắc chắn là không đánh chết ngươi được. Sau đó chúng ta cứ coi như việc đó là gió thoảng mây bay, cùng nhau nâng cốc vui mừng nói chuyện, ngươi thấy thế nào? Theo những gì ngươi nói, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý, càng không ra tay giết ta phải không? Nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy, sắc mặt tên đệ tử Cơ gia trầm hẳn xuống, trách mắng, ta thấy ngươi đang muốn quấy rối thịnh hội, rốt cuộc ngươi là ai? Xung quanh thân thể Diệp Phàm có sương mù che khuất, nên người ngoài không thể nào thấy rõ hình dáng hắn được. Hắn tự nhiên cất bước tới trước, nói đạo lý không được, bây giờ bắt đầu quy tội cho ta. Quả nhiên ngươi muốn tới đây quấy rối. Ngươi đã nói như vậy, ta nói gì được bây giờ? Có nói cũng là uổng công. Diệp Phàm cười cười. Thế gia hoang cổ trường tồn với thế gian, truyền thừa mấy chục vạn năm, trường thịnh mà không suy, thực lực sâu không lường được, có địa vị siêu nhiên, bất kỳ môn phái nào cũng kính sợ. Từ trước đến nay, dù đệ tử Cơ gia đi đến đâu, bọn họ cũng như những tầng trăng sáng được vô số vì sao vây quanh, không có người nào dám khinh thường. Nhưng hôm nay Cơ Vân Phong lại bị Diệp Phàm cãi lại, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống, sát khí hiện lên trong lòng. Thịnh hội lần này do Cơ gia ta và Diêu Quang Thánh Địa tổ chức, mời các anh kiệt trẻ tuổi Khúc Châu tới dự, ngươi là người phương nào? Sao dám đến đây càn rỡ? Ta thấy người khác không nói tên tuổi ra, vì sao ngươi lại nhắm vào ta? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, ta tới đây để dự thịnh hội nhưng ngươi lại nói là muốn càn rỡ sao? Thế gia hoang cổ thật giỏi đấy. Tầm sát niệm cường đại như hồ lớn dậy sóng, cuốn trào tới mọi phương.
Từ trong thân thể tên đệ tử Cơ Gia này có những đạo thần lực mạnh mẽ trào ra ngoài, rồi lượn quanh thân thể, giống như chân long đang uốn lượn. Chắc chắn việc ngươi đến đây hôm nay là có mục đích khác, ta bắt ngươi lại trước. Nói hay nhỉ? Muốn giết ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải nói như vậy, ta sẽ tiếp ngươi vài chiêu. Diệp Phàm đi thẳng tới trước. Người chung quanh liền biến sắc. Dám khiêu khích đệ tử Thế Gia hoang cổ như vậy, chắc chắn người này có lai lịch rất lớn, tất cả mọi người đều giật mình, tập trung nhìn vào trong sân. Thế Gia hoang cổ không thể nào bị khi nhục được. Chuyện hôm nay là ngươi tự làm, ta sẽ bắt giết ngươi. Sắc mặt Cơ Vân Phong rất khó coi. Mỗi khi đệ tử Cơ Gia ra bên ngoài, đệ tử các phái khác thấy đều cố gắng chạy tới tạo mối quan hệ, từ trước tới nay chưa bao giờ chịu uất hận như hôm nay, hắn đã sớm không nhịn được. Ngươi là người ngang ngược như thế. Diệp Phàm lắc đầu, nói, Thế Gia hoang cổ thật phách lối. Cơ Gia liên tục đuổi giết hắn, đã chạy đến Bắc Vực mà cũng không yên ổn, ẩn giấu không được. Hôm nay hắn tới đây là muốn đại khai sát giới, tát vào mặt mũi Thế Gia hoang cổ một lần, nên lúc này càng không thể rút lui dễ dàng được. Cơ công tử cần gì phải đích thân động thủ, để ta bắt hắn lại. Một tu sĩ trẻ tuổi Khúc Châu tiến lên. Để ta tự động thủ. Cơ Vân Phong lắc đầu, nói. Giết gà cần gì tới giao mổ trâu, để ta lên. Tên tu sĩ này lấy ra một hộp đỏ như máu, nói, xin Cơ công tử cho lên trận. Ông, tên tu sĩ này trực tiếp xuất thủ, hộp ngọc màu đỏ máu vừa mở ra lập tức có một mùi tanh tưởi xông vào mũi, rồi một màn sáng máu trào tới bao phủ Diệp Phàm. Minh huyết yêu hộp, là cái hộp này sao? Tại sao nó còn ở trên đời này, đây không phải là yêu khí của một vị yêu vương hay sao? Cái hộp này có thể làm nhiễm bẩn kim thân, bảo thể cũng không đỡ nổi, chỉ cần đụng vào là biến thành máu đen. Năm xưa, một vị đại năng nhân tộc cũng vì nó mà mất mạng. Nó lại xuất hiện trên thế gian rồi, nhưng không phải nó đã bị đại năng nhân tộc kia lúc gần chết hủy diệt rồi sao? Chẳng lẽ lại có một vị yêu vương xuất thế, rồi tế luyện nó tiếp? Mọi người ở đây đều khiếp sợ, vội vàng quan sát cẩn thận. Màn sáng máu vọt tới, sắc đỏ che khuất cả bầu trời, trên trời dưới đất đều là một màu đỏ lòm, lạnh lẽo đến thấu xương. Diệp Phàm có dự cảm xấu, lập tức lên trận đón đích, bộ dáng như đang gặp đại địch. Ầm, thân thể của hắn phát ra thần quang, giống như đang được mặc vào một bộ tiên y rực rỡ chiếu rọi tứ phương, lấp lánh phát sáng. Trong hắn lúc này vô cùng thần võ, người khác khó nhìn thẳng được. Ầm, hai tay Diệp Phàm hơi ôm lại, lập tức có một ngọn núi cao xuất hiện ở ngay ngực. Trên ngọn núi ấy có những cây tùng cao to đứng thẳng, hạt bạc rủ thẳng xuống, làm cho ngọn núi trở nên nguy nga trầm trọng, có khí thế hủy thiên diệt địa. Bảo Sơn Ấn. Diệp Phàm sử dụng đấu chiến thánh pháp đánh ra Bảo Sơn Ấn. Vừa gặp phải nguy hiểm, hắn liền sử dụng ấn pháp có uy lực kinh thiên động địa, thần lực ngập trời. Một ngọn núi chân thật như vậy làm cho người ta hít thở không thông, dù đứng cách rất xa, nhưng người khác vẫn có cảm giác Thái Sơn đang áp đỉnh, cả người trở nên bủn rủn, gần như không đứng yên được. Rất nhiều người lảo đảo, muốn ngã xuống đất. Ông, ngọn núi ấy nhanh chóng biến lớn, giống như một tòa ma sơn xuất thế, thoáng cái đã trấn áp được. Áp lực thật sự quá lớn, làm cho người ta không thể nào thừa nhận được. Nhiều người vì đứng quá gần mà nhận lấy áp lực kinh khủng, máu ở tai mũi tràn ra ngoài. Ầm. Màn sáng máu trên bầu trời kia thoáng cái bị chấn nát. Ngọn núi lớn như trời cao ấy tỏa ra khí thế không thể nào chống đỡ, tản phát thần uy như vạn quân, đánh sập cả mấy ngọn núi thực ở bên cạnh. Lực đạo cũng khiếp như vậy, huyết nhục thân thể tu sĩ bí cảnh đạo cung làm sao ngăn cản được. Tên tu sĩ Khúc Châu kia liền biến sắc, thầm đọc chú ngữ, minh huyết yêu hộp lập tức biến lớn lên, nên chiếm ngọn núi đó. Màn sáng màu đỏ kia như biến thành sóng, lớp sóng sau trầm trọng hơn sóng trước, trào tới bao phủ lấy ngọn núi lớn kia. Đồng thời, huyết vụ màu đỏ xung quanh tựa như biến thành lưỡi đao sắc bén, cùng lúc xông tới Diệp Phàm. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, thôi động Bảo Sơn Ấn đến mức tận cùng rồi ném ra bên ngoài. Đây là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, thân thể con người dùng tay ném mạnh một ngọn núi lớn, khí thế to lớn này làm cho lòng người phải kinh hãi. Lực đạo thật quá kinh khủng, làm cho hư không muốn sụp đổ hẳn xuống, tạo nên âm thanh rung động ù ù. Ngọn núi lớn ấy liền đập mạnh vào hộp máu. Ầm, ánh sáng màu đỏ tràn ra tàn sát khắp nơi, bầu trời thoáng cái đã trở nên hỗn loạn, giống như là một vùng đất thời kỳ hỗn độn vậy. Vào giờ khắc này, tất cả cảnh vật trở nên mơ hồ không rõ, khắp nơi đều là năng lượng tàn dư, khắp nơi đều là ánh sáng. Răng rắc, ngọn núi bị ném đi sụp đổ rồi, mà cái hộp máu kia cũng bể tan tành, cả hai đồng thời bị vỡ nát trong không trung, tản phát khí tức làm cho người ta phải kinh hãi. Ầm ầm, ở trên trời cao xuất hiện một hình ảnh kinh người, minh huyết yêu hộp tan vỡ, lực lượng còn sót lại bên trong tràn ra ngoài hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Yêu huyết đầy trời đánh sập cả một ngọn núi, như kình quét ngang đánh bay nhiều người ra đằng xa,
mà đây chỉ là dư trình chứ không phải là lực lượng thật sự của hộp máu này. Thật đáng sợ. Binh huyết yêu hộp là bảo vật do đại năng yêu tộc luyện chế, nhưng sao lại bị đánh nát như vậy? Rốt cuộc đây là người nào? Bảo Sơn ấy là tuyệt học Bắc Vực, rất nhiều thánh địa đều sử dụng tuyệt học này. Nhưng hình như, uy lực của nó còn chưa mạnh mẽ đến mức đánh nát được hộp báu của yêu vương A. Các ngươi sai rồi, binh huyết yêu hộp đã bị đại năng nhân tộc phá hủy, đây chỉ là một góc còn sót lại thôi. Nhưng qua đó cũng có thể thấy được hộp máu chân chính kinh khủng đến mức nào. Dù vậy mọi người vẫn rất hoảng sợ. Loại năng lượng dao động này có tính uy hiếp quá lớn với tu sĩ bí cảnh đạo cung, nhất là các tu sĩ từ cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung trở xuống, rất khó chống cự. Nhưng mà người thiếu niên trên bầu trời này lại dùng tay không ném núi lớn, cứ thế mà đập nát yêu hộp này, thật làm cho mọi người phải sợ hãi. Hắn là ai vậy, có thể dùng tay không ném núi? Rốt cuộc lực lượng của người này cường đại đến mức nào, cái khí thế dùng lực bạc núi này quả thật không thể cản. Trên bầu trời, huyết vụ dần dần bốc hơi, loại sương mù này có thể làm ô nhiễm kim thân, thậm chí là hủy diệt bảo thể, nhưng lại không thể làm bị thương Diệp Phàm. Thân thể cường đại như ẩn như hiện trong sương mù, cơ thể lấp lánh phát sáng. Thấy như vậy, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy, hộp báu của ta bị hủy diệt rồi. Tên tu sĩ kia thất hồn lạc phách, vốn biểu hiện trước mắt đệ tử cơ gia một phen để có cơ hội tiến vào thế gia hoang cổ, nhưng không ngờ trọng bảo lại bị hủy diệt. Này, hắn chính là người sao? Dùng tay không ném ngọn núi. Đôi môi hắn run run, cũng không biết là run sợ hay bị Diệp Phàm hù dọa mất rồi. Đây là Bảo Sơn Ấn, chính là tuyệt học trấn giáo của một đại giáo năm xưa, nhưng sau khi giáo phái này bị tiêu diệt, tuyệt học này đã được truyền lưu ra ngoài, rất nhiều môn phái cũng chiếm được bí pháp. Sắc mặt Cơ Vân Phong trầm lại. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đáp người xuống rồi bước thẳng tới tên tu sĩ kia. Cơ công tử, cứu ta. Tên tu sĩ kia biến sắc, ngay cả trọng bảo được tế luyện từ một góc của minh huyết yêu hộp cũng bị đanh nát, hắn biết mình không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Yên tâm, có ta ở đây thì hắn không làm gì được ngươi. Cơ Vân Phong hơi tự phụ. Ngươi là cái gì? Ta muốn giết người, ngươi ngăn cản được sao? Diệp Phàm xông đến gần, mi tâm phát ra ánh sáng ngọc. Không tốt. Cơ Vân Phong không hổ danh là người kiệt xuất trong các đệ tử trẻ tuổi của cơ gia, bản năng dự cảm được nguy hiểm đang đến gần, lập tức lui về phía sau. Đây chính là tiên thiên bản giác cảm ứng, rất ít người có được linh giác như vậy. Thần thức cường đại của Diệp Phàm phóng ra, mạnh mẽ không thể nào cản nổi. Thần thức của hắn tụ lại thành một thanh thần kiếm màu vàng, trực tiếp giết chết chủ nhân của minh huyết yêu hộp. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Cơ Vân Phong hét lớn. Khi nãy hắn đã hùng hồn tuyên bố rằng muốn bảo vệ tên tu sĩ kia trước mặt mọi người, không ngờ Diệp Phàm lại trực tiếp giết chết, việc này chẳng khác gì Diệp Phàm đã tát một cái lên mặt hắn. Sau trận chiến hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi và cả Bắc Vực biết. Diệp Phàm xuất thủ, đánh ra Bảo Sơn Ấn. Ngọn núi lớn cao như trời, khí thế trầm trọng, nguy nga bàng bạc. Nó mạnh mẽ áp xuống, làm cho cả bầu trời cũng phải chấn động mãnh liệt. Tiệt thiên chỉ. Cơ Vân Phong quát lên, rồi vươn tay phải lên cao. Các ngón tay của hắn chụm lại như những chi long tiễn, trở nên trong suốt như ngọc rồi chỉ thẳng lên trời, nên chiến ngọn núi đang áp xuống kia. Hư không kinh là cổ kinh vô thượng do hư không đại đế thượng cổ quan sát vạn vật, nắm giữ cái bất biến trong vĩnh hằng khai sáng ra, vô cùng thâm ảo, có khả năng đoạt tạo hóa của trời đất. Tiệt thiên chỉ chính là một tuyệt học trong đó, không những uy lực lớn lao mà còn vô cùng ảo diệu, một khi tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất, người sử dụng có thể sử dụng lực lượng của trời cao, động đến cả đại đạo. Ngón tay Cơ Vân Phong trở nên trong suốt, rồi phát ra những luồng sáng sắc bén xông thẳng lên trời cao. Đầu ngón tay hắn chuyển động như những con chân long vẫy đuôi, chúng va chạm vào nhau tản phát ra khí tức khiếp người, làm cho người ta có cảm giác chúng có thể trảm sạch núi non, chặt đứt hư không. Xoẹt, tiệt thiên chỉ đánh ra vắt ngang qua bầu trời, khí thế bức người, ánh sáng bén nhọn thu to như đỉnh núi. Những luồng sáng ấy đánh thẳng vào ngọn núi lớn ở trên không trung, uy thế kinh người. Tuyệt học này thật đáng sợ, các ngón tay trong suốt như ngọc ấy phát ra những luồng sáng bén nhọn, rồi hóa thành những mũi tên chân long thu to, có thể hủy diệt hết thảy. Bảo Sơn Ấn do Diệp Phàm đánh ra hóa thành ngọn núi lớn, trấn áp ở ngay giữa trời bị các mũi tên chân long kia đánh vào không ngừng. Tuy ngọn núi ấy vẫn đứng vững trong hư không, nhưng mặt núi đã xuất hiện những khe nứt vô cùng kinh khủng, tất cả đều bị tuyệt thiên chỉ gây nên. Ầm, ngọn núi lớn đó lớn dần lên, hình thể trở nên to lớn đến nỗi thẳng nhập trời cao. Cùng lúc đó, hai tay Diệp Phàm khẽ chụm vào nhau, rồi giơ cao lên, ngọn núi lớn đó đánh tới mấy long tiễn kia. Ầm, mấy long tiễn do chân long hóa thành rung động mãnh liệt, suýt chút nữa đã bị đánh nát. Nhưng bất chợt chúng lại lóe sáng lên, rồi tụ hợp lại với nhau một lần nữa tạo thành những đạo ánh sáng sắc bén hơn. Những đạo ánh sáng này tỏa sát khí ngất trời,
cùng nhau chém xuống dưới. Len keng, len keng. Giống như có vạn kiếm cùng xuất hiện, âm thanh vang dội khắp chân trời, phát ra ánh sáng sắc bén cực kỳ đáng sợ. Tiệt thiên chỉ thể hiện một uy lực khủng khiếp, có thể chém giết vạn vật, không có gì đỡ nổi. Cả bầu trời cũng vì chiêu thức này mà rung động, phát ra những âm thanh ù ù rung động. Ánh sáng bạc lóe lên bắn ra bốn phía làm cho lòng người kinh hãi, mấy đạo long tiễn không có gì không phá nổi ấy chém vào ngọn núi lớn, tạo nên một khe nứt vô cùng lớn ở ngay trên đó. Nhưng ngọn núi lớn ấy vẫn không sụp đổ, thậm chí còn càng ngày càng chắc chắn hơn, phản phất như ma sơn bất hủ vậy. Bỗng nhiên ngọn núi ấy phát ra lực lượng vô cùng cường đại, suýt nữa là chấn tan long tiễn. Bảo Sơn ấn tỉ thí với Tiệt Thiên Chỉ. Một loại là cổ ấn pháp được dùng đấu chiến thánh pháp thúc dục ra, một loại khác là bí pháp vô thượng được ghi lại trong hư không cổ kinh. Cơ Vân Phong hơi giật mình, tuyệt học do đại đế thượng cổ lưu lại sao không áp chế được Bảo Sơn ấn. Tuy loại cổ ấn pháp này là tuyệt học bắt cực, nhưng sao có thể so sánh với Tiệt Thiên Chỉ được. Cổ kinh do đại đế lưu lại đại biểu cho cảnh giới cực đạo, nguyên nhân các cổ kinh này được coi là vô thượng bởi vì những tuyệt học được ghi lại ở bên trong chính là thuật pháp mạnh nhất trong một lĩnh vực nào đó, không còn môn thuật pháp nào có thể hơn được. Nhưng người trước mắt dùng Bảo Sơn ấn được truyền lưu rộng rãi để đối kháng lại mà không thua kém chút nào, điều này thật sự không hợp với lẽ thường. Cơ Vân Phong vung chỉ lên cao, lập tức có thêm năm đạo ánh sáng giống như năm con chân long xé trời xuất hiện, xông về ngọn núi lớn trong không trung. Tiệt Thiên Chỉ tuyệt diệu không lường được, một khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất là có thể động đến đại đạo của thiên địa, lấy được đạo lực bất biến trong hư không vĩnh hằng. Tuy Cơ Vân Phong còn chưa tu luyện đến cảnh giới này, nhưng hắn cũng là đệ tử kiệt xuất của Cơ gia, nên uy lực Tiệt Thiên Chỉ vẫn bất phàm. Hắn liên tục chấn chỉ, năm con chân long bay lên bao vây trời cao lại, thoáng cái đã quay quanh ngọn núi cao. Cảnh tượng này vô cùng kinh người, thân thể năm con chân long khổng lồ quấn quanh ngọn núi, lân phiến trên thân rồng lóe lên rồi trực tiếp xiết vào bên trong núi, muốn dùng lực lượng vô hạn chấn nát núi này. Tiệt Thiên Chỉ động đến thiên địa, đoạt lấy lực lượng tồn tại trong hư không, uy lực vì thế mà thăng lên. Chỉ sau một lúc, núi lớn do Bảo Sơn ấn hóa thành đã lay động không ngừng, có dấu hiệu muốn sụp đổ. Bí pháp được ghi lại trong hư không cổ kinh có thể phát ra được uy thế vô thượng, cho dù Tiệt Thiên Chỉ Cơ Vân Phong đánh ra chỉ bằng được một phần, nhưng cũng không thể phỏng đoán được. Nhất thời Diệp Phàm cảm thấy áp lực tăng lên dữ dội, thần sắc hắn trở nên trịnh trọng. Hắn vội thôi động đấu chiến thánh pháp, phát huy uy lực của Bảo Sơn ấn đến cực hạn. Ầm, ngọn núi lớn kia lại biến lớn hơn, phát ra cảm giác áp bách vô cùng cường đại, làm cho mọi người đang quan sát trận chiến ở phía dưới sợ hết hồn hết vía, suýt nữa đã ngã xuống đất. Phốc, một con chân long không thể nào chịu nổi nữa, long thể đang quay quanh ở chân núi lập tức bị chấn nát, biến ra thành vô số đạo ánh sáng rồi tan biến. Ầm, ngọn núi lớn kia lay động tạo ra áp lực kinh người, nó không ngừng lớn lên, càng lúc càng cao lớn. Không đúng, không phải là Bảo Sơn ấn, đây chỉ là hình dạng của nó thôi, chắc chắn ở bên trong có điều bí ẩn khác. Rốt cuộc đây là bí pháp nào, sao có thể tranh phong với Tiệt Thiên Chỉ? Cơ Vân Phong không hiểu được, lòng suy nghĩ miên man. Nhưng tình thế trước mắt lại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bảo Sơn ấn chấn động mãnh liệt, vì thế càng lúc càng lên cao, bốn đạo chân long còn lại cũng không chống đỡ nổi nữa. Chỉ một lát sau, bốn con chân long đã tan biến ngay trên núi, năng lượng kinh cũng tràn ra bốn phía. Trấn! Diệp Phàm hét lớn, tiếp tục huy động Bảo Sơn ấn đánh xuống. Uy thế của hắn bây giờ thật vô song, tuyệt đối làm chấn động hồn phách người khác. Tiệt Thiên Chỉ! Cơ Vân Phong cũng hét lớn lên, một lần nữa sử dụng loại tuyệt học này, sử dụng nó để ngăn cản Bảo Sơn ấn. Ầm, lần va chạm này làm cho Cơ Vân Phong phải bay ngược về sau, dù mới chỉ tiếp xúc qua thôi nhưng hắn đã phải nhận lấy xung lực không nhỏ, sắc mặt trắng bệch. Tại sao lại như vậy? Tiệt Thiên Chỉ có thể động đến đại đạo, thế gian vô song, rốt cuộc hắn đang sử dụng bí pháp nào mà có thể chống lại thánh thuật do đại đế lưu lại? Ông, bầu trời bị chấn động, Diệp Phàm chụm hai tay một lần nữa, ngọn núi do Bảo Sơn ấn hóa ra từ từ áp xuống, làm cho tâm thần người khác phải khiếp sợ, uy thế của một chiêu này quả thật rất đáng sợ. Phốc, Cơ Vân Phong phát huy uy lực của Tiệt Thiên Chỉ đến mức hắn có thể sử dụng được, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Hắn bị đánh bay ra ngoài, thân hình bị chấn động mạnh mẽ, sắc mặt cũng tái nhợt. Tâm thần của Cơ Vân Phong trở nên lạnh lẽo, hắn đã gần bước vào cảnh giới thứ tư bí cảnh đạo cung rồi, còn đối phương mới chỉ đạt đến cảnh giới thứ hai thôi, nhưng kết quả hiện giờ lại nói lên điều gì? Cảnh giới khác nhau sẽ làm cho thực lực cách biệt nhau rất lớn, cũng giống như thang lên trời vậy, bước tới nửa là tiên, lùi một bước là phàm. Cảnh giới trên tuyệt đối áp chế được cảnh giới bên dưới hoàn toàn, nhưng lúc này đối phương lại đang nghịch hành phạt tiên. Cơ Vân Phong là một người tự phụ, nhưng bây giờ hắn lại có chút hoài nghi năng lực của mình rồi. Thân là đệ tử thế gia hoang cổ, chiến lực hắn vốn vượt xa các tu sĩ cùng giai,
bây giờ đột nhiên bị nghịch hành phạt tiên, điều này làm cho hắn khiếp sợ. Nhưng điều làm cho Cơ Vân Phong thấy sợ hãi hơn chính là thần lực của đối phương tựa hồ không bao giờ cạn khô, hơn nữa còn không ngừng tăng lên, cũng chính vì điều này nên hắn không dám đối kháng với Bảo Sơn Ấn đang tăng dần uy lực lên kia. Tại sao có thể như vậy, lực đạo của hắn quá cường đại. Nếu như tu sĩ bí cảnh tứ cực mà bị đánh vào người, sợ rằng cũng không chịu nổi, chỉ còn cách nuốt hận mà chết. Sắc mặt Cơ Vân Phong trắng bệch, hắn đã mất đi lòng tin, cảm thấy mình không thể đánh bại được đối phương. Trong lúc chiến đấu mà có suy nghĩ như vậy, kết quả cuối cùng chắc chắn là thảm bại. Không tốt. Trên núi, ba đệ tử Cơ gia còn lại và bốn người đệ tử Diêu Quang Thánh Địa thấy vậy đều biến sắc, thầm hô không ổn. Vân Phong, mau lui ra, mau mau lui ra, không nên chiến nữa. Đồng thời có người xông về phía trước, muốn tách Diệp Phàm ra để cho Cơ Vân Phong lui về được. Tình thế đến bây giờ, ai cũng hiểu rằng Cơ Vân Phong không phải là đối thủ của người thần bí kia nữa. Nếu như còn chiến đấu tiếp, rất có thể sẽ bị đối phương giết chết. Trên ngọn núi bị cắt ngang này có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở Phúc Châu, nhưng tâm tình bọn họ bây giờ lại bị chấn động không thôi. Đệ tử Thế Gia Hoang Cổ lại không địch được một tu sĩ vô danh, việc này thật không thể tin nổi. Rốt cuộc người này là ai? Mọi người đang thầm suy đoán. Dám tới đây gây phiền toái cho đệ tử Thế Gia Hoang Cổ, chắc chắn đây là một người có thân phận. Mà bản thân Cơ Vân Phong đang muốn rút lui thật, hắn cũng không muốn chết. Tuy nhiên, hắn lại hoảng sợ phát hiện ra rằng mình đã bị Bảo Sơn Ấn chấn trụ rồi, dường như tòa ma sơn trước mắt có một lực lượng ma quỷ gì đó hút lấy cả phương không gian này, hắn không thể nào thoát khỏi được. Phía sau hắn có một đệ tử Cơ gia đang bay đến, người này tản phát thần lực mênh mông, xuất thủ ngăn cản. Hắn muốn phá vỡ lực lượng giam cầm ở nơi đây. Người này trực tiếp sử dụng hư không đại thủ ấn, uy lực vô cùng kinh khủng, làm cho cả bầu trời phải rung rẩy. Hư không đại thủ ấn và liệt thiên chỉ đều là bí pháp vô thượng được ghi lại trong cổ kinh của Cơ gia, có oai lực không thể nào tưởng tượng nổi. Khi sử dụng đoạn thiên chỉ, chiêu thức đánh ra sẽ có ánh sáng thánh khiết ngất trời, mà hư không đại thủ ấn thì hoàn toàn ngược lại, chiêu thức có sắc màu đen nhánh, vô cùng u tối. Giờ phút này, chưởng ấn to lớn màu đen che khuất cả bầu trời, gần như bao phủ cả mặt trời ở trên cao, làm chấn động từng ngọn núi lớn ở nơi đây. Đây chính là hư không đại thủ ấn, hấp thu lực lượng bất diệt trong hư không vĩnh hằng, tản phát tiên uy khí lường. Những tu sĩ bình thường không thể nào chống cự được, nếu liều mạng nghênh tiếp, rất có thể sẽ bị một chưởng này đánh thành phấn vụn. Diệp Phàm không chỉ biết uy lực của thuật pháp này, mà chính bản thân hắn cũng từng học được tàn thức đại thủ ấn, nên hắn hiểu rất rõ sự đáng sợ của chiêu thức Dana đánh tới. Nhưng mà, lúc này hắn tuyệt đối không có chút sợ hãi. Cho dù là đệ tử do đích thân Thế Gia Hoang Cổ dạy dỗ, tu vi cao hơn hắn một chút, nhưng hắn cũng có lòng tin đánh trả. Bởi vì hắn đã học được đấu chiến thánh pháp trong cửu bí, có thể ở vị thế phàm đánh thắng tiên. Ông, tinh khí ở phương không gian này dường như bị hút cạn đi, sắc trời cũng hơi ảm đạm, mà uy lực Bảo Sơn Ấn của Diệp Phàm lại tăng lên một chút. Cơ Vân Phong không thể nào thoát đi được, bị ngăn cách lại ở ngay chỗ đang đứng. Đồng thời, Bảo Sơn Ấn ngay lúc này đã tấn công thẳng tới hư không đại thủ ấn. Thiên địa chấn động, dư kình tràn ra khắp nơi làm cho nhiều ngọn núi phải rung rẩy, nhiều người đứng không vững, té ngã xuống mặt đất. Đây là một cổ năng lượng kinh khủng giống như sóng biển dâng cao. Hư không đại thủ ấn tỉ thí với Bảo Sơn Ấn, không có bên nào chiếm thượng phong. Đây là... Tên đệ tử Cơ gia đang vọt tới nhíu chặt chân mày lại. Các tu sĩ Phúc Châu ở bên dưới càng giật mình hơn, nhân vật thần bí này thật quá cường đại. Khí thế đến lúc này không những không giảm xuống mà còn không ngừng tăng lên, thần lực càng lúc càng kinh khủng. Trước phá tuyệt thiên chỉ, giờ đấu hư không đại thủ ấn, hắn ta lần lượt phá giải cả hai tuyệt học có 102, thủ đoạn thật làm người ta phải sợ hãi. Tuyệt thiên chỉ. Cơ Vân Phong hét lớn, những tia sáng bén nhóm phát to lên như đỉnh ngọn núi, đánh tới ngọn núi to lớn kia. Hư không đại thủ ấn. Đệ tử Cơ gia chạy tới tương trợ cũng hét lớn, bàn tay khổng lồ màu đen đánh xuống ngăn chặn ngọn núi lớn đang áp xuống kia. Hai loại bí pháp vô thượng này đều xuất phát từ hư không cổ kinh, có thể nói là cùng ra từ một chỗ, nên khi hợp chung lại, chúng có thể tạo ra sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng nổi, vô cùng kinh khủng. Nhưng biểu hiện của Diệp Phàm càng làm cho người khác phải khiếp sợ. Sau khi ném một ngọn núi ra ngoài, Diệp Phàm lại bắt đầu kết ấn, thêm một ngọn núi lớn thành hình rồi được hắn ném ra. Cả bầu trời cũng vì lần ném này của hắn mà rung động dữ dội. Bảo Sơn Ấn. Núi lớn áp người phát ra uy thế kinh thiên động địa, giống như thần uy của vạn quân đang cùng lúc tấn công, gây cho người khác cảm giác không thể nào chống lại được. Cùng lúc đó, tinh khí trong thiên địa lại bị hút cạn, sắc trời trở nên ảm đạm. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì hai ngọn núi lớn bị ném ra kia chưa phải là toàn bộ, đó mới chỉ là sự bắt đầu cho một hành động điên cuồng hơn. Hai tay Diệp Phàm lại chụm vào nhau,
liên tục kết ấn. Ầm ầm, uy thế Diệp Phàm phát ra làm chấn động cả thiên địa, hắn liên tiếp ném chín ngọn núi lớn ra. Qua chín lần kết ấn này, tinh khí khắp bốn phương tám hướng đã bị hắn hút sạch, sắc trời hoàn toàn u ám. Hành động này thật quá điên cuồng, có thể nói là lực đạo kinh thiên, gần như xé rách cả vòng trời cao. Liên tiếp ném ra chín ngọn núi lớn, đây là một loại uy thế không thể nào tưởng tượng nổi. Mấy người đang quan sát trận chiến ở dưới đất sững người, mồm lưỡi đều cứng cả ra, toàn thân giống như một tượng đất vậy. Thần lực của người thần bí này thật quá hùng hồn, giống như vĩnh viễn không cạn khô, làm cho tâm trí con người phải dao động. Thấy Diệp Phàm ném liên tiếp chín ngọn núi lớn ra, tên đệ tử Cơ Gia chạy tới cứu viện liền sợ hãi, có cảm giác tim mật mình như rơi vào trong hầm băng, thoáng cái đã lạnh lẽo. Người này là con người sao? Hắn quyết đoán sử dụng hư không đại thủ ấn để ngăn cản một chút rồi trực tiếp lui nhanh về sau. Hắn biết chắc chắn mình không thể nào ngăn cản chín ngọn núi lớn cùng nhau áp xuống như thế kia, nếu như còn ngoan cố chống đỡ thì kết quả sẽ là bị ép thành thịt nát, chỉ còn cách tạm thời rút đi. Ngăn trở tên đệ tử này thành công, Diệp Phàm bình tĩnh đánh ra ngọn núi thứ 10, rồi đánh xuống trấn áp Cơ Vân Phong. Dừng tay. Hai tên đệ tử Cơ Gia khác ở đằng sau hét lớn, đáng tiếc đã chậm. Bọn họ cũng không ngờ rằng Diệp Phàm lại mạnh đến như vậy, liên tiếp ném ra chín ngọn núi lớn, chỉ trong chớp mắt đã làm thay đổi hết mọi chuyện. Tầm âm thanh như đại hồng thủy ào tới, giống như sóng biển ngất trời, thật đinh tai nhức óc. Bảo Sơn Ấn. Diệp Phàm trực tiếp áp xuống, cái khí thế dùng lực ném núi này thật giống như tiên vương giáng trần, không thể nào ngăn cản. Sắc mặt Cơ Vân Phong lúc này đỏ hẳn lên, đôi chân run rẩy không thôi. Thần lực đối phương mênh mông đến nỗi làm hắn hít thở không được, hắn miễn cưỡng đánh ra tiệt thiên chỉ nhưng cũng không thay đổi được gì. Tầm mặt đất dao động mãnh liệt, Diệp Phàm áp núi xuống trực tiếp đánh chết Cơ Vân Phong. Khối thân thể máu thịt kia không thể giữ được hình dáng vốn có, rách vỡ tung tóe rồi hóa thành bụi bay đi trong dư âm kinh khủng. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.